Gọi A Mã đi. Quỳnh, Quỳnh xem tiểu cách cách của Quỳnh miệng cười giống như một bông hoa vậy. Quỳnh nhìn đi, khi nó cười còn có hai má lúm đồng tiền, giống hệt như tẩu tẩu vậy. Gọi A Mã đi. Dạ. Để đệ ẩm một chút nha. Được rồi. Đây. Nè, để thập ngũ thúc con ẩm con nha. Đây đây đây, Quang. Quang. Thật cả. Mau. Ê, con bé khóc rồi. Đưa ta. Khóc rồi. Mau lên, đây đây đây. Ê trời. Kỳ cách đừng khóc. Đây là thập ngũ thúc. Ơi. Hả? Đây. Cái cách này giống như một chiếc bánh nhỏ vậy. Nhưng mà ẩm nó khó hơn cầm đao cưỡi ngựa rất là nhiều. Chăm hay không bằng tay quen. Ngày nào ta cũng bế nó mới nắm được bí quyết khiến nó thoải mái hài lòng. Sau này để làm A Mã nhất định sẽ biết thôi. Đừng khóc nữa nha. Ca, nói chuyện chính đi. Để mới nhận được tin tức hoàng thượng sắp phải chúng ta đi giúp Hào Cách tấn công Tổ Đại Thọ. Được, chúng ta bị bó tay đã lâu, cuối cùng đợi được hôm nay rồi. A Mã sắp đi đánh trận rồi. Sao hoàng thượng lại phái chàng đi đánh trận ngay lúc này? Lúc chàng trở về, con sẽ không nhận ra chàng nữa. Không đâu, có đúng không? Ta đã ở nhà lâu quá rồi, đã tới lúc phải ra ngoài vận động gân cốt rồi. Nàng ở nhà chăm sóc con gái, chăm sóc tốt bản thân. Đợi khi nào ta trở về, chúng ta xin cho tiểu cách cách một tiểu muội muội nghe. Sao lại là muội muội? Chàng cảm thấy thế không thể sinh con trai à? Con trai ngang bướng nghịch ngợm, còn con gái xinh đẹp hiền hậu, hiểu chuyện giống nàng, lại có thể chơi với nàng, không được sao? Nè ca, vậy bây giờ để về nhà chuẩn bị hành trang. Quỳnh ở nhà nghỉ thêm một thời gian và chăm sóc cho tẩu tẩu nha. Đa đạt đệ thật tốt. Ta tiễn đệ. Tẩu tẩu xin cáo từ. Tiểu cách cách. Ngạch Cát, Ngọc Nhi sống rất tốt, ngươi đừng lo cho con, hãy yên tâm lên đường. Thập ngũ gia, Cách cách ở trong cung không có ai để nói chuyện hết. Biết thập tứ gia chuẩn bị ra chiến trường, chỉ muốn nói lời từ biệt ngày ấy thôi. Để họ nói chuyện với nhau đi. Được, nhưng đừng quá lâu. Tiểu Ngọc Nhi vẫn đang ở nhà đợi huynh ấy. Ta đi đây. Thập ngũ gia, còn chuyện gì nữa? Cái này do nô tỳ xin cho thập ngũ gia. Hy vọng thập ngũ gia lần này mọi việc thuận lợi, sớm ngày bình an trở về. Ta nhận ra ngươi càng ngày càng đối xử tốt với ta. Nô tỳ chỉ là nể tình thập tứ gia và cách cách thôi. Không ai quan tâm ngài nên nô tỳ dành chút lòng thành để an ủi ngài. Ngươi đúng là có lòng dạ Bồ Tát. Lần trước người tặng ta đuôi sam đã giúp ta giữ được sĩ diện. Hơn nữa ta nhận ra đuôi sam mà hôm trước người tặng ta còn mềm mượt ống ả hơn chính tóc của ta nữa. Ngài thích đuôi sam đó à? Ta rất thích nó. Ta cũng tự đi tìm mấy con ngựa, nhưng ta phát hiện lông đuôi của chúng không thể nào sánh bằng cái mà người tặng ta. Bây giờ trong tay ta có rất nhiều tướng sĩ cũng làm đứt đuôi sam ở trên chiến trường. Ta rất muốn làm cho bọn họ một cái đuôi sam giống như vậy. Người có thể giúp ta tìm vài con ngựa như vậy không? Ta sai người tới thắt. Như vậy nha, ngươi chỉ cần nói với ta tìm con ngựa như vậy ở đâu. Tôi chính là con ngựa đó. Đây là tóc của ngươi à?
tôi dùng tóc trước đây tôi đã cắt bỏ, thắt cùng với một ít lông đuôi ngựa. Bây giờ ta phải về nhà thu dọn hành trang đây. Cáo từ. Ngọc Nhi, lâu lắm rồi không được gặp cô. Ta vẫn chưa có cơ hội chúc mừng cô sắp được làm ngạch nương. Sau khi ngạch cát của ta chết đi, ta không biết ở trên đời này ai là người ta có thể tin tưởng được. Bây giờ ta lại giành được sự sủng ái của hoàng thượng và còn mang long thai nữa. Những người trước đây mỉa mai cười nhạo ta, bây giờ bắt đầu xâm xoe nịnh bợ ta. Trước đây ta chưa từng nghi ngờ lòng tốt của người khác đối với ta là thật hay là giả. Bây giờ ta mới thấy rõ, ngay cả chuyện hoàng thượng sủng ái ta cũng là để lôi kéo ca ca của ta. Còn ta, ta cũng muốn có một đứa con. Ngoài việc có thể giữ vững địa vị của ta trong cung, còn bởi vì bên cạnh ta thật sự không có người thân nào có thể tin tưởng. Ta rất cô đơn. Cô không cô đơn đâu, cô còn có ta, còn có bằng hữu là ta đây. Cho nên ta chỉ có thể tìm huynh. Những ngày tháng qua, ngày nào ta cũng nhìn thấy đèn khổng minh cho huynh thả cho ta, trong lòng ta rất yên bình. Ta mới dám tin là thì ra bên cạnh ta vẫn còn có một bằng hữu có thể tin tưởng như huynh. Yên tâm đi, suốt cả đời này ta sẽ là người đáng tin cậy nhất của cô. Ta nói được làm được. Đại nhị cổn ta cả đời này sẽ vì cô phấn đấu. Ngạch cát đúng là người không nhìn lầm. Người sau này có thể giúp con chỉ có quên ấy thôi. Tuy Tổ Đại Thọ lui trước phản sau, nhưng người này rất có tác dụng. Đại nhị cổn A Cố Lạp. Có. Trẫm muốn các khanh bắt sống hắn về đây. Thần tuân lệnh. Tuân lệnh. Hoàng thượng, Hải Phúc Tấn mới sinh con trai cho người. Ngọc Phúc Tấn và Na Phúc Tấn lại có tin vui. Hoàng thượng người bây giờ đang gặp vận may, lần này chắc chắn được cả người lẫn đất. Na Phúc Tấn có tin vui rồi. A Cô Lập, khanh cũng không còn nhỏ tuổi nữa, chắc cũng để ý tới cô nương nào rồi. Như vậy nha, đợi lần này khanh thắng trận trở về, trẫm sẽ ban hôn cho khanh. Tiểu A Ca sao khóc dữ vậy? Sao vậy bảo bối? Hả? Chắc là phải thay tả rồi. Ô Nhã, Ô Nhã. Nè, đừng gọi nữa, để trẫm làm. Hoàng thượng, người là một thiên tử, sao có thể làm những chuyện như vậy chứ? Trẫm là thiên tử và là phụ thân, thay tả lối cho con trai của mình, sao lại không được chứ? Chuyện này nàng biết không, trẫm đợi Tiểu A Ca này lâu lắm rồi, trẫm thấy rất vui. Nhưng điều làm trẫm vui hơn là Tiểu A Ca này do nàng sinh ra. Tiểu A Ca này tặng Hoàng A Mã món quà lớn vậy à? Hả? Cái này hoàng thượng. Nè, để thiếp lau cho người.
Nè, Lan Nhi, nàng biết không, bây giờ mẹ con nàng hại ta, ngay cả đánh trận cũng không muốn đi. Ta sợ mình xảy ra chuyện bất trắc, không thể về với mẹ con nàng. Nàng biết không, từ trước tới giờ nàng chưa từng nhìn trẫm bằng ánh mắt đầy lo lắng như vậy. Trẫm chỉ hy vọng nàng có thể thật lòng với trẫm, giống như trẫm đối với nàng, có được không? Trẫm chỉ hy vọng nàng có thể thật lòng với trẫm, giống như trẫm đối với nàng, có được không? Trác Lâm, huynh khỏe không? Huynh thấy trại kỳ nhã ở dưới địa ngục chịu khổ chưa? Để trả thù cho huynh, muội không quý trọng con của người khác. Lúc đầu muội thật sự không muốn sinh nó ra, thậm chí mấy lần suýt chút bị sảy thai, nhưng mà không ngờ nó vẫn rất kiên cường tiếp tục sống rồi đến với cuộc đời này. Muội nghĩ rằng muội sẽ không thích nó, nhưng mà không ngờ nó càng ngày càng khôn lớn, muội càng ngày càng thương nó, không nỡ rời xa nó, càng ngày càng sợ nó sẽ giống như muội lúc còn nhỏ, không được ngạch kỳ cát thương yêu. Trác Lâm, muội xin lỗi, trái tim của muội không thể giống như lúc trước nữa. Những chuyện muội hứa với huynh cũng chỉ làm được một nửa. Từ nay về sau, muội muốn vì con muội mà cố gắng sống thật tốt. Muội muốn nó có ngạch kỳ cát và ngạch cát, cho nó một gia đình hoàn chỉnh. Trác Lâm, xin hãy chúc phúc cho bọn muội. Trời ơi, huynh dẫn ta tới rừng núi Quan Du làm gì vậy? Ta muốn đưa cô đi, đưa hai mẹ con cô đi. Huynh điên rồi. Ta điên đó, ta điên thật đó. Lúc ta biết được cô có con của Hoàng Thái Cực, ta đã điên rồi. Nhưng mà ta đã nghe nói đứa bé cô đang mang trong bụng đã được 2 tháng rồi. Đứa bé này chắc chắn là của ta. Cô có biết không, ngay giây phút ta biết được chuyện đó, tất cả mọi quyền lực địa vị đã không còn quan trọng gì đối với ta nữa. Cô đi cùng ta, của cải dạo này ta dơ dét được đủ để ba người chúng ta chung sống cả đời. Ta chắc chắn sẽ là một ngạch kỳ cát tốt, là một phu quân tốt. Tin ta đi được không? Đi theo ta. Cô cười cái gì? Đứa bé không phải con huynh, huynh nổi điên gì chứ? Ta không tin. Ta biết cô không yêu Hoàng Thái Cực. Đứa bé chắc chắn là của ta. Trời ơi, ta mặc kệ huynh đó. Cô nghe ta nói đi. Huynh làm gì vậy? Cô để ta nói rõ mọi chuyện đi. Không muốn nghe. Cô hãy nghe ta nói. Nè, nè, hãy huynh nghe ta nói. Huynh cứ nghĩ thế nào thì cứ nghĩ đi, nhưng mà ta khuyên huynh tốt nhất nghĩ cho kỹ. Cứ coi như huynh nở xa quyền lực danh vọng, như huynh nở xa tỷ tỷ huynh không? Trại Kỳ Nhã đã chết rồi,
Bây giờ tỷ tỷ chỉ cần giành lấy sự sủng ái của hoàng thượng là đủ rồi. Ta không cần lo cho tỷ ấy. Còn có Ngọc Nhi và Ngô Khắc Thiện nữa. Huynh đừng quên, bọn họ mới là hung thủ thật sự giết chết Trác Lâm. Huynh nên giúp tỷ tỷ huynh đối phó với bọn họ, như vậy mới gọi là trả thù. Huynh nỡ dứt bỏ mọi thứ mà đi thật sao? Huynh đúng là con quỷ ích kỷ rồi. Uổng công tỷ tỷ huynh tốt với huynh như vậy. Ta nói thật cho cô nghe, người giết chết Trác Lâm không phải Trại Kỳ Nhã, mà là Triết Triết. Huynh coi ta là kẻ ngốc sao? Tại sao Triết Triết phải giết Trác Lâm? Bà ta làm vậy chẳng phải vô tình tạo cho tỷ tỷ huynh một cơ hội để tiến cung hay sao? Trên đời này làm gì có người ngốc như vậy? Điều này lúc mới bắt đầu ta cũng không thể hiểu nổi. Ta chỉ biết là lúc Trác Lâm càng càng chết, tình hình hỗn loạn. Ngao Bái đem người xông tới. Đại Phúc Tấn có lệnh giết. Lúc Ngao Bái xông tới đó, ta cứ tưởng Đại Phúc Tấn, mà lúc đó Ngao Bái nói là Trại Kỳ Nhã. Nhưng sau đó ta nghĩ kỹ lại, cho dù Trại Kỳ Nhã quyền lực lớn tới đâu, bà ta cũng chỉ có thể ra quy ở Khoa Dĩ Tấm. Ở Thịnh Kinh bà ta sai bảo được Ngao Bái sao? Vậy thì Đại Phúc Tấn đó không phải Trại Kỳ Nhã, mà chỉ có thể là Triết Triết. Nếu như huynh đã biết làm vậy rồi, tại sao huynh không nói cho tỷ tỷ huynh nghe? Huynh làm vậy chẳng phải đã hại tỷ tỷ huynh trả thù làm người hay sao? Tình hình lúc đó cô không thể biết được đâu. Tỷ tỷ ta một lòng muốn chết, trả thù ít nhất có thể nhen nhóm ý chí sinh tồn của tỷ ấy. Lúc đó Ngô Khắc Thiện một lòng muốn truy sát ta, chỉ có tỷ tỷ tiến cung được hoàng thượng ân sủng mới có thể bảo vệ được ta thôi. Hơn nữa bây giờ tỷ tỷ sinh con trai sớm hơn Triết Triết đó nữa, như vậy tỷ ấy càng có thể chiếm được sủng ái của hoàng thượng. Ta không cần phải lo lắng cho tỷ nữa. Cô hãy nghe lời ta, hãy đi theo ta, ta chắc chắn để hai mẹ con cô sống cuộc sống tốt đẹp. Những điều để nói là thật sao? Để thề với ông trời, những lời lúc nãy để nói là thật. Tỷ tỷ, để chính để nói với ta kẻ hại chết Trác Lâm là Trại Kỳ Nhã, sao hôm nay lại biến thành Triết Triết? Thì ra thù của ta vẫn chưa báo, tại sao lại phải gạt ta để hại ta thê thảm như vậy? Tại sao? Đủ rồi, nếu không phải đệ đệ cô gạt cô, làm sao hôm nay cô được làm Phúc Tấn sung sướng như vậy chứ? Cô đã làm hư ảo cổ lạc, ta sẽ không tha cho cô đâu. Tỷ tỷ, ai cho cô làm hại tỷ tỷ của ta? Cô ta chỉ bị hôn mê một lát thôi. Quên vẫn lo cho cô ta, chỉ bằng quên lo lắng cho chúng ta thì tốt hơn. Hoàng thượng, thì ra trong lòng của muội đã có hoàng thái cực rồi. Hèn gì cả thù của ta muội cũng không muốn trả. Trác Lâm, huynh hãy nghe muội giải thích, hãy nghe muội giải thích nào. Trác Lâm, sao lại như vậy? Tại sao như vậy? Sao huynh chỉ ăn? Trác Lâm, Trác Lâm, Trác Lâm. Lan Nhi, sao vậy? Chủ nhân, lại gặp ác mộng à? Không sao, không sao. A Cô Lạp, A Cô Lạp đâu? Thế muốn gặp A Cô Lạp. A Cô Lạp mới đưa nàng về đây, liền dội vàng cũng đã nhĩ cổn ra trận rồi. Hắn nói nàng ở trên núi bị ngã nên ngất đi.
Một mình nàng lên núi làm gì vậy? Nếu không phải A Cổ Lạp đi ngang cứu nàng, không biết hậu quả sẽ như thế nào đây. Nam Mộc Chung đâu? Thì muốn gặp Nam Mộc Chung. Chủ nhân, mấy ngày nay Na Phúc Tấn tự nhiên bị phong hàn, ho rất nhiều, không tiện tiếp khách đâu. Tại sao lại gạt ta? Tại sao ai cũng gạt ta? Lan Nhi, cuối cùng có chuyện gì? Nói trẫm nghe đi. Thiếp mệt rồi. Thiếp muốn nghỉ ngơi. Vậy nàng nghỉ ngơi cho khỏe nghe. Lát nữa trẫm tới thăm nàng. Không cần đâu. Không cần hoàng thượng bận tâm. Chủ nhân, ra ngoài đi. Dạ. Nghịch Cát, xem ra cô đã trả thù lầm. Người hại chết Trác Lâm không phải Trạng Kỳ Nhã mà là Triết Triết. Đội đại thọ, mau đầu hàng đi. Được không? Rút mau. Chạy. Lấy đầu tổ đại thọ về đây. Hưởng 200 lại bản. Dừng tay. Quân địch đã tháo chạy rồi, giờ không truy sát còn đợi khi nào nữa? Chúng ta đã chắc chắn thắng tổ đại thọ, sao không cho con truy sát hắn? Giết tổ đại thọ rồi cũng chỉ còn là một cái xác. Chỉ có thể bắt sống tổ đại thọ mới dập tắt ý chí của quân địch. Không đánh cũng thu phục được địch. Các người hiểu không? Mau truyền lệnh, tất cả tướng sĩ rút về ngoài thành. Kẻ nào trái lệnh, chém. Dạ. Bọn chúng ở trong thành hết lương thực, quân sĩ yếu ớt, có vài ba tánh thậm chí giết con để ăn. Đây là cơ hội tốt để quân ta có thể tấn công. Vậy mà thập tứ thúc lại để cho mọi người phải ngồi đợi ở đây. Vì mà không đánh cũng thu phục được địch. Tôi thấy thập tứ thúc của ngài rõ ràng không muốn chúng ta lập được đại công, muốn cùng huynh đệ hắn một mình chiếm hết công lao, mới nói những lời như vậy gạt chúng ta. Bối Lạc Gia, ngài là con trai của hoàng thượng, dưới một người mà trên vạn người. Chẳng lẽ ngài cam tâm để Đa Nhĩ Cổn mãi mãi cười lên đầu ngài hay sao? Không cam tâm thì sao chứ? Ông ấy cầm soái ấn, chẳng lẽ ta có thể phản ông ấy sao? Tại sao không thể? Bối Lạc Gia, hoàng thượng phái tôi tới để giúp Bối Lạc Gia kiềm chân Đa Nhĩ Cổn. Chỉ cần ngài lập được đại công, hoàng thượng khen ngài còn không kịp, ai dám truy cứu chứ? Không phải có thể không, mà là dám hay không. Điều động binh mã, đi tấn công thành. Là lệnh của thập tứ gia à? Bối Lạc Gia có binh phù không? Người dám không nghe lời của ta? Tôi chỉ phụng mệnh hành sự, không có binh phù, không ai được phép động vào một binh một mã. Thấy kim bài phi ưng giống như nhìn thấy hoàng thượng. Dạ.
cơ. Hào Cách cùng với A Cổ Lạp dẫn theo một đội binh mã xuất phát tấn công thành rồi. Một lũ vô dụng, bọn chúng muốn làm phản sao? Xem ra quân Minh đã bị chúng ta dọa chạy mất rồi. Mong là Tổ Đại Thọ đừng chạy quá xa, nếu không chúng ta tay không mà về thì đáng tiếc quá. Cố Mai Phụ. Là gì con? Cẩn thận! Đa Đạt, không sao chứ? Đạt không sao. Bố trận! Tướng quân, tướng quân! Tổ đại tướng quân, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sao hả? Đầu hàng chứ? Tướng quân, tướng quân, mặc kệ ta, các người giết hắn đi. Hoàng đã. Xem cái này trước đi. Tối qua ta ở ngoài thành, phát hiện một đứa bé đối xỉu dưới đất. Trước khi chết, còn nắm chặt từng đất này. Câu cuối cùng nó nói trước khi chết là: xin ngài đừng để người khác ăn tôi. Ta nghe nói bá tánh trong thành đã bị chết đói rất nhiều, thậm chí giết con để ăn. Mấy đứa bé sợ chết cho nên chạy ra ngoài thành, nhưng mà cuối cùng vẫn bị chết ở ngoài thành. Những đứa trẻ như đứa bé đó, e là các ngươi nhìn thấy còn nhiều hơn ta. Sợi chỉ trong tay mẹ, mảnh áo trên mình con, gấp gáp khâu từng mũi, sợ về không kịp giờ. Xin người rủ lòng thương cứu giúp mảnh đời nghèo. Tướng quân, cho bá tánh một con đường sống đi. Tên hôn quân Sùng Trinh hạ chết viên đại tướng quân, các huynh đệ vì hôn quân đó mà hy sinh, có đáng không? Có đáng không? Tướng quân. Thầm ngũ gia. Sao rồi? Thập tứ gia, đầu của thập ngũ gia bị gia đập nghiêm trọng, cho nên không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Đa đạt, để tỉnh lại cho ta. Ta lệnh đệ mà tỉnh lại cho ta. Người đâu? Dạy hai tên đáng chết A Cổ Lạp và Hào Cách tới đây cho ta. Chúng tôi không được may mắn trúng bẫy mai phục của Tổ Đại Thọ, nhưng mà chúng tôi vẫn bắt được Tổ Đại Thọ. Ngài dựa vào đâu trừng trị chúng tôi? Các người bắt được Tổ Đại Thọ? Chết tới nơi rồi còn không biết bản thân mình mắc tội gì. Các người giả truyền quân lệnh tự ý xuất binh, khiến tướng sĩ thương vong, đã đủ để các người đầu liệt khỏi cổ.
Thập tứ thúc, con biết lỗi rồi. Bối Lạc Gia, ngài sợ gì chứ? Chúng ta có kim bài phi ân của hoàng thượng, sao phải cầu xin hắn tha tội? Ngươi có kim bài phi ưng của hoàng thượng, chắc ngài không thể không biết. Thấy kim bài phi ưng như thấy hoàng thượng chứ. Hoàng thượng tin tưởng tôi như vậy, để tôi thay người dẫn binh xuất trận. Đa Nhĩ Cổn, ngài không thể ngờ tới chứ gì. Kim bài phi ưng này là tín vật của hoàng thượng, làm được mọi chuyện. Người kêu ta đưa cho huynh. Tại sao hoàng thượng không đích thân đưa cho ta? Ngốc quá. Hoàng thượng làm như vậy là để dụ dỗ và lấy lòng tỷ tỷ của huynh. Hoàng thượng sắp xếp huynh ở bên cạnh Đa Nhĩ Cổn chính là để huynh thay người đối phó Đa Nhĩ Cổn, và có thể thay người áp chế sự kiêu ngạo của hắn. Huynh phải thể hiện thật tốt, lập được đại công, như vậy hoàng thượng mới phong huynh làm vương gia. Sao hả? Sợ à? Còn không mau thả chúng tôi ra đi. Thả các ngươi ra, ta e là 10 cái đầu của ngươi cũng không đủ chém. Tấm kim bài này là giả. Lão phụ hãn ban cho mỗi người con trai một tấm kim bài phi ưng, hình vẽ trên mỗi tấm kim bài khác nhau, nhưng mắt của phi ưng đều được nạm bằng hồng ngọc, giống như cái của ta. Nhìn cái của ngươi đi, trong mắt phi ưng của ngươi không được nạm hồng ngọc, không phải là tín vật của hoàng thượng. Không thể nào, cái này không thể là giả được. Hào Cách, con xem đi, cái này là thật hay là giả? A Cố Lạp, người dám gạt ta? Người dám to gan giả truyền quân lệnh, còn hại thập ngũ đệ ta bị thương nghiêm trọng, hôn mê bất tỉnh. Nói, đáng bị tội gì? Ngài, ngài muốn thế nào? Tỷ tỷ tôi là người được hoàng thượng sủng ái nhất. Nếu ngài dám động vào tôi, tỷ tỷ tôi không tha cho ngài đâu. Chết đến nơi rồi còn dám hung hăng như vậy. Người đâu, kéo A Cô Lập ra ngoài xử theo quân pháp. Dạ. Đa Nhĩ Cổn, ngài dám động vào tôi, tỷ tỷ tôi chắc chắn cho hoàng thượng xé ngài thành trăm mảnh. Lôi ra ngoài chém. Dạ. Đa Nhĩ Cổn, đi đi. Đa Nhĩ Cổn, chú chủ nhân, có chuyện không hay rồi. Chuyện gì vậy? Vừa nhận được tin tức A Cổ Lạp Bối Lạc bị thập tứ gia ra lệnh xử trảm rồi. Ê, chủ nhân, A Cổ Lạp. Để tiền trảm hậu tấu giết A Cổ Lạp sao? A Cổ Lạp to gan làm càn, giả truyền quân lệnh, nếu như thần không quyết đoán, e là lòng quân khúc phục. Tại sao lại giết chết A Cổ Lạp chứ? Hắn đã phạm quân pháp, hắn phải chịu sự trừng phạt của quân pháp. Để nói lung tung, rõ ràng đệ là người hại đệ ấy. Họ phạm là chuyên phục. Đại Nhĩ Cổn, lui ra ngoài đi. Nhưng khổ sở, phải mình chú gì xác. Thế phải đòi lại công bằng cho A Cổ Lạp. Thân, xin cáo luôn. Đồ rồi, xin xa chú bà. Nhớ thì A Cổ Lạp chủ trì công tâm. Thân, xin xin cáo thủy. 你不知道你花花姑娘你花花姑娘你花我弟弟命了。Chuyện của triều đình tới lượt ngươi xem vào à? Chẳng lẽ A Cổ Lạp như vậy ngầm quan mà chết sao? Thì phải tìm hiểu rõ chuyện này trước đã mới hỏi tội người khác được. Hoàng thượng sẽ biết tự định đoạt mà. Mùi, thả ta ra đi. Hoàng thượng, ngươi phải làm chủ cho A Cổ Lạp. Ngươi phải làm chủ cho A Cổ Lạp. Chuyện này trong sẽ giải quyết, trong có chủ kiến riêng hả? Hoàng thượng, ngươi phải làm chủ cho nó. Này, mà hoàng thượng, đủ rồi,
Ô Nhã, ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không mau dẫn chủ nhân của ngươi đi. Dạ. Hoàng thượng, ngươi phải làm chủ cho tiếp đó. Hoàng thượng, ngươi đi. Hoàng thượng, tìm về nhà thôi. Hoàng thượng, đi thôi chủ nhân. Hoàng thượng. Người tốt như Thập Ngũ Gia, ông trời sao lại nhẫn tâm dày vò ngài như vậy? Phúc Tấn, trước đây nghe Đa Đạt nói cô giống biểu tỷ ta, ta cũng cảm thấy càng nhìn càng giống. Thập Ngũ Gia cũng nói vậy, nhưng mà Thập Tứ Gia lại nói nô tỳ không giống. Vậy sao? Đa Đạt, để mau tỉnh lại đi, để đã ngủ lâu lắm rồi. Để xem, Kỳ Kỳ Cách đã lớn hơn rất nhiều rồi, nếu để không tỉnh lại sẽ không nhận ra nó đâu. Đây, Kỳ Kỳ Cách, gọi Thập Ngũ Thúc dậy đi. Đây. Thập Ngũ Gia hình như nghe thấy tiếng cười của Cách Cách rồi. Đây, Kỳ Kỳ Cách. Kỳ Kỳ Cách. Tỉnh rồi, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Đa Đạt tỉnh rồi. Đúng vậy. Chân đó. 叔也醒了，多多。 Thập Ngũ Gia tỉnh lại rồi. Đa Đạt, cái tên này, ta biết đệ không dễ dàng chết như vậy mà. Ca, huynh vẫn chưa gì đệ khóc lóc thảm thiết, sao đệ có thể chết chứ? Ca, hả? Trời đã tối rồi, sao không thắp đèn lên đi? Bây giờ là ban ngày, thắp đèn gì chứ? Ban ngày hả? Ca, để không nhìn thấy gì hết. Ca, xảy ra chuyện gì vậy? Hả? Mau. Sao rồi? Thập Tứ Gia mời ngài ra ngoài nói chuyện. Phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Đại phu, mắt của đệ ta sao lại không nhìn thấy chứ? Vì đầu của Thập Ngũ Gia bị gia đập rất mạnh dẫn tới tụ máu, nhưng tại sao không nhìn thấy được tôi cũng không rõ, e là trong thời gian ngắn rất khó hồi phục. Thập Ngũ Gia, ngài đừng quá lo lắng. Ở quê nô tỳ cũng vì bị bệnh mà không thể nhìn thấy. Chỉ cần ngài dưỡng bệnh thật tốt, chắc chắn sẽ hết bị mù. Đa Đạt, Tú Trân nói rất đúng. Cơ thể đệ rất khỏe mạnh, qua mấy ngày nữa chắc chắn sẽ nhìn thấy ánh sáng. Mọi người sẽ ở bên cạnh đệ. Kỳ Kỳ Cách nhớ đệ lắm đó. Đây, Kỳ Kỳ Cách vẫn đang đợi Thập Ngũ Thúc chơi cùng với nó. Chủ nhân, người chết không thể sống lại. Người khóc như vậy không tốt cho sức khỏe đâu. Đừng có khóc nữa. Người có biết không, trước khi đệ ấy đi, ta vẫn chưa nói lời từ biệt. Ta đánh đệ ấy, mắng đệ ấy, bảo đệ ấy tránh xa. Nhưng mà ai ngờ lần này đệ ấy đi rồi không về nữa. À cổ Lạp, đây là người thân duy nhất của tỷ tỷ mà. Sau này tỷ tỷ không nhận đệ nữa đâu. Đệ đừng rời xa tỷ tỷ, đừng rời xa tỷ tỷ. Đệ mau quay về đi, à cổ Lạp.
Chủ nhân, chủ nhân, cô tới đây làm gì? Ô Nhã, đêm nay gió lạnh, mau bưng cho chủ nhân ngươi một chén canh nóng làm ấm người. Dạ. Cô còn dám tới đây? Nếu không phải cô kêu hoàng thượng phái A Cổ Lạp đi chiến đấu, sao nó có thể chết thảm như vậy? Người giết A Cổ Lạp đó rằng là Đa Nhĩ Cổn. Đa Nhĩ Cổn và Ngọc Nhi thông đồng với nhau. Giết chết A Cổ Lạp đó rằng là giúp Ngọc Nhi trả thù cho mẹ. Ta nói tỷ biết. Tỷ muốn làm gì? Cô cho rằng ta không biết những chuyện cô đã làm với A Cổ Lạp sao? Ta biết rất rõ tính cách của A Cổ Lạp. Nếu như nó biết kim bài là giả, nó sẽ không có gan lớn như vậy đâu. Người có thể dùng kim bài gạt A Cổ Lạp ngoài cô ra còn ai nữa? Rõ ràng cô sợ nó uy hiếp việc phong phi của cô, sợ nó bám theo làm phiền cô, cho nên cô mới mượn tay Đa Nhĩ Cổn để giết nó. Đa Nhĩ Cổn ác độc, cô còn ác độc hơn.